Như anh vừa đọc trong bản báo cáo, Bộ Tổng tham mưu đổ xuống Kiến Hòa toàn bộ liên đoàn thủy quân lục chiến, mở một cuộc tấn công quy mô vào ba xã Bình Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh thuộc vùng Mỏ Cày, nơi mà tin tình báo cho biết đầu não tỉnh ủy Bến Tre đóng sở chỉ huy. Suốt nửa tháng trời, quân lực Việt Nam Cộng Hòa không chạm trán một trận nào lớn về Việt Cộng, nhưng giờ phút nào cũng vấp phải tổn thất, bị bắn tỉa với những khẩu súng cổ, bị vướng lưu đạn, đạp chông, bị bắn với những khẩu súng ngựa trời, thậm chí bị ông đánh. Dồn các tổn thất lại, con số thương vong thật đáng sợ, hàng nghìn. Vấn đề chưa phải hết. Một hôm chờ Mỏ Cày náo động, hàng vạn người, đa số là ông già, bà già và trẻ con, bồng bể gồng gánh chạy vào thị trấn, nói là quân đội quốc gia đốt nhà, phá làng, giết người. Dọa họ, họ không nao núng. Bắn chỉ thiên, họ càng xông lên hăng hơn. Rốt cuộc dinh quân bị vây, quân trưởng báo cáo về tỉnh, tỉnh xin ý kiến Sài Gòn. Tôi đành phải ra lệnh xoa dịu. Cuộc càn quét ba xã chẳng những không hề hận gì Việt Cộng, mà còn đẻ ra một lực lượng chống đối mới. Những người biểu tình, đặc biệt trong số đó ngày càng nhiều hơn thân nhân binh sĩ đang tại ngục, anh nhận xét tình hình như thế nào? Khó hiểu, nên tôi không dám đưa ra một nhận xét. Tôi sẽ giúp anh tìm hiểu. Tổng thống đã ký sắc lệnh bổ nhiệm anh làm tỉnh trưởng tỉnh Kiến Hòa. Và anh đã nhận lời? Không nhận cũng không được. Vả lại anh nghĩ sẽ có lợi cho ta nếu anh nhận chức tỉnh trưởng Kiến Hòa. Nhưng anh sẽ gặp nguy hiểm từ mọi phía. Trách nhiệm của chúng ta là phải chấp nhận mọi nguy hiểm. Có chỉ thị của A07 chứ? Có, nhưng không đủ. Điện đài chỉ thu được một phần rồi bị cắt đứt, không hiểu vì lý do gì. Đã nhận được báo cáo của kỵ sĩ và Mimosa, bản tango số 3 đã đến lúc chấm dứt. Không biết chúng nó lấy được nghị quyết 15 của Trung ương ở đâu. Sau đây là tóm tắt phân tích tình hình chung. A. Thời kỳ tạm thời ổn định của Mỹ Ngụy ở miền Nam đã qua. Chúng đang bước vào giai đoạn khủng hoảng mới sâu sắc. Tình thế đó hé mở cho nhân dân miền Nam khả năng nâng cao hình thức đấu tranh chính trị và quân sự, nhanh chóng xây dựng lực lượng, giành địa bàn nông thôn và rừng núi rộng lớn, thúc đẩy thêm mâu thuẫn nội bộ địch phát triển gay gắt. B. Có thể Mỹ buộc phải thay đổi tay sai bằng một... Chỉ có bấy nhiêu? Em chưa từng nghe nói đến nghị quyết 15. Anh biết rõ không? Chúng nó là ai? Chúng nó mà A07 đề cập tới, theo anh, có thể là Tổng quỹ tình báo hoặc Tòa đại sứ Mỹ. Rất có thể Nhu chưa biết gì về nghị quyết này. Hình như trước kia anh đã từng hoạt động ở Bến Tre. Và thật bất ngờ khi Bến Tre trở thành trung tâm của cuộc khởi nghĩa miền Nam. Anh chờ đợi nơi khác có địa thế rừng núi để có thể dễ dàng tiến về lùi, chứ không phải Bến Tre, tỉnh của những cù lao. Thưa Trung tá, đây là Cồn Ốc. Tin mật báo cho biết cơ quan tỉnh ủy Việt Cộng đã dời từ Định Thủy sang đây. Tin mật báo tin cậy được không? Dạ, chắc ăn 100% ạ. Thiếu tá Trường Lĩnh, không được nổ súng dù một phát nếu chưa bị tấn công. Thưa Trung tá, nghe rõ.
coi chừng đó. Có mấy chú về tới đây là bị bắt liền à. Chú ăn mặc vậy không hợp với dân thành đâu. Bà là bà Hai Sặc phải không? Chỉ chừng nào giờ tôi có đổi tên đâu mà ông hỏi. Bà léo lự dữ ha. Để rồi coi tỉnh quỷ nhà nào cỡ nhà bà không. Tỉnh quỷ là cái gì? Bà đừng hỏi đố tôi. Dân cồn ốc mà không biết tỉnh quỷ gì cộng hả? Thằng Tư Cương, thằng Ba Đào ở đâu? Ông làm quan sao ông nói lỗ mãn quá vậy? Bà hổn hả? Hiểu tao giọng. Ông không được làm như vậy. Trung tá mới về lại không biết. Con mẹ già này ghê lắm. Chồng nó, con gái nó đều là việc cộng thứ thiệt. Chồng nó làm căn cứ cho tỉnh quỷ. Con gái nó, con rô làm y tế cho tỉnh quỷ. Thôi được. Bà không biết tỉnh quỷ ở đâu. Vậy còn chồng và con gái bà ở đâu hả? Ông nhà tôi qua Trà Vinh cài mướn. Còn con rô may mướn trên Sài Gòn. Con rô mà biết may à. Thiếu tá, đã bắt được con rô. Hầm, con này dữ lắm chú ta. Buông ra. Dữ. Tụi mày không biết cách làm cho nó hiền lại à. Buông ra. Ổn nè. Trời ơi, chết con tôi rồi. Rô. Giữ lại. Sẽ xử bắn ông ngay tại đây nếu ông đụng tới bà già này. Thưa ta Lê, ra lệnh rút quân ngay khỏi chỗ này. Nghe rõ. Tôi không thể hiểu vì sao trung tá lại nới tay với tụi cồn ốc. Con mụ Hai Sặc đáng lãnh một phát đạn lắm. Tôi không thích để gì cộng thâu lợi. Bắn bà Hai Sặc một phát, chúng ta sẽ nhận 1000 phát trả thù. Bắn bà Hai Sặc đâu có thể tìm ra tính quỷ. Chúng ta chỉ đến nổi điên thì tại sao lại hành động ngu xuẩn như vậy? Tôi nghi ngờ kết quả của chính sách mà trung tá định thí nghiệm ở đây. Tôi phải thanh minh với trung tá. Tôi từ giả tên Kiến Hòa không một chút nuối tiếc. Nếu trung tá thay tôi sớm hơn một năm, có lẽ tôi cũng bực mình. Nhưng bây giờ thì tôi rất xấu hổ là đã bàn giao cho trung tá một gia tài quá khốn khổ. Chúng ta mất gần sạch luôn cả con đường ra Bắc Tân Thạch đi Sài Gòn cũng không còn an toàn. Năm 1958, tôi tường trình vì phụ tổng thống những gì tôi cảm thấy có thể nhận chìm chúng ta. Tham mưu biệt bộ phụ tổng thống xin nói rõ, lúc đó trung tá đang phụ trách chiến dịch Cơn Hồng Thủy, gửi trả bản tường trình với lời phê dốt nát, hai chữ bi quan bằng mực đỏ. Tôi phải rời tỉnh Kiến Hòa chính vì cách điều khiển chính sự dốt nát đó. Giá như phụ tổng thống gửi kèm theo lời phê nông cạn kia vài chục khẩu đại bác. Đại bác không bắn được dân biểu tình. Bắn được, miễn dám bắn. Napoleon nổi tiếng nhờ dám hạ nòng đại bác bắn vào đám biểu tình. Và vì vậy, ông ta lại càng nổi tiếng hơn ở Waterloo, ở Bordino. Cuối cùng, im tiếng ở St. Helens, chơi vơi ngoài Đại Tây Dương. Xin vô phép ngắt lời trung tá. Tôi đồng ý.
Đại bác không phải loại chuyên dùng đàn áp biểu tình, nhưng chính trị lại là sở đoản của bọn nhà binh. Trung tá đừng giận, kể luôn cả trung tá. Chọn lựa cái ít xấu hơn, tôi nghiêng về các khẩu đại bác. Chưa chắc tôi đã làm nên cơm cháo gì ở đây, nhưng trách nhiệm được giao không thể thoái thác. Chính phủ yêu cầu tôi bình định Chiến Hòa, tôi nhận lời với điều kiện tôi không bị gò bó. Chúng ta không thiếu đại bác, ngay cả ở Chiến Hòa, nhưng đất cứ mất, biểu tình cứ tăng, có lẽ cùng lên song song. Tôi sẽ cố làm cả hai cùng xuống. Tôi mong trung tá thành công, dù rằng tôi dứt khoát không tin. Dù sao tôi cũng ái náy đã đào xới bằng đạn đại bác để trung tá phải sang lấp. Sang lấp trên mặt đồng ruộng không khó lắm. Đúng, cái khó là sang lấp những cái hố trong lòng người. Anh có dặn tôi điều gì không? Trung tá nên cẩn thận với gã thiếu tá Vọng, thứ mà cô hạ đẳng, có vẻ là dân của Syria. Anh không giao cho tôi được một nhân mối nào trong nội bộ Việt Cộng sao? Tôi biết có một nhân mối quan trọng, nhưng thiếu tá Vọng nắm toàn bộ. Nhân mối trao cho nó một tài liệu gì đó, và nhờ tài liệu đó nó được hậu thường. Tài liệu gì? Theo đại quý Tống Văn Tình thì đó là bản nghị quyết của Cộng sản Bắc Việt. Đại quý Tống Văn Tình, phó ty công an trình diện trung tá. Đại quý ngồi. Trình trung tá, đây là hồ sơ của 147 người can án chính trị. Xin trung tá ký giấy chuyển sang trung tâm cải quý. Những người này bị bắt từ tháng 9 năm 1959 cho tới giữa năm nay. Tại sao cựu trung tá tỉnh trưởng không giải quyết? Thưa trung tá, theo tôi biết thì trung tá Hùng không tin vào những hồ sơ này. Vậy tại sao trung tá Hùng không ký giấy thả họ ra? Trình trung tá, theo tôi nghĩ thì trung tá Hùng tránh đụng độ với thiếu tá Vọng. Nghĩa là theo đại quý, ông trung tá tỉnh trưởng sợ ông thiếu tá trưởng ty công an. Thưa trung tá, tôi không có ý nói như vậy. Đối với mọi người ở Kiến Hòa thì thiếu tá Vọng là người rất có thế lực. Ông ta được thiếu tướng là tổng giám đốc tổng nha và thiếu tướng Mai Hữu Xuân phụ trách bình định ở bộ tổng tham mưu tin cậy. Ngoài ra thiếu tá Vọng còn có mối quan hệ chặt chẽ với trung tá Smith và thiếu tá Rilkezi. Theo đại quý thì những hồ sơ này đáng được tin cậy không? Thưa trung tá, tôi không được trực tiếp điều tra, nhưng ở đây tôi muốn nhấn mạnh một điểm. Thiếu tá Vọng ra khẩu lệnh thà bắt lầm hơn thả lầm. Đã bắt thì người bị bắt phải có tội, không tội thì điều tra viên chịu tội thay. Thiếu tá Vọng thường khoe đó là phương ngôn của ông cố vấn Ngô Đình Nhu. Tôi sẽ xét hồ sơ này sau. Bây giờ tôi muốn thăm khám lá. Đại quý đi cùng tôi. Thưa trung tá, đây là nơi tạm giam những người mà hồ sơ vừa trình trung tá. Đã tới thăm trại giam bất ngờ, thành thử chúng tôi không kịp chuẩn bị để đón tiếp. Ông trưởng ty yên tâm, tôi cũng không thích các nghi thức rùm rà. Phòng giam phụ nữ ở đâu? Thưa trung tá, phía bên kia. Bú đi con, bú đi con. Chị kia tên gì và can tội gì? Thưa trung tá, chị ta tên Lê Thị Hai, can tội chứa chấp Việt Cộng, chồng chỉ là Việt Cộng. Anh nhà hiện ở đâu? Mấy ông bắn chết còn hỏi tôi làm gì. Mở cửa.
chị ra. Từ giờ phút này chị được trả tự do. Trinh Trung Tá, ở đây toàn là bọn diệt cộng nguy hiểm. Ai là diệt cộng nguy hiểm? Đâu ông chánh mật thám chỉ coi. Tôi từ này tuổi sao theo diệt cộng nổi. Các ông thủy quân lục chiến mà vô Bình Khánh á, hãy tới nhà nào thấy nuôi heo thì ông cho là diệt cộng để bắt heo. Tôi mà bị bắt vô đây đó là vì tôi không cho mấy ông giật. Bà tên gì? Ở đâu? Tôi tên Phạm Thị Lượm, ở ấp chợ làng Bình Khánh. Tôi trung tá, tôi nói thiệt, chính ông chánh tì mật thám thì mới đúng là diệt cộng. Tôi mà là diệt cộng à? Bà này ăn nói ẩu tả. Ông bắt bớ, đánh đập, ác đức bà con. Chính ông xúi bà con theo diệt cộng. Thả bà già này ra, một lời với chị hai. Tôi sẽ xét hết trường hợp từng người. Ai vô tội sẽ được trả tự do. Hy sinh quá nhiều, ai cũng có quyền nghĩ đến cảnh yên vui, nhưng là những đảng viên, chúng ta phải biết kiềm chế tình cảm. Có thế mọi việc sẽ diễn ra như ta hy vọng và phấn đấu. Công việc của anh rất nặng nề, nguy hiểm. Lợi dụng và khai thác mâu thuẫn trong nội bộ địch là khả năng hiện thực, là một vấn đề có tầm vóc chiến lược. Thông qua đó, ta góp phần làm cho địch rối loạn, suy yếu, hỗ trợ cho phong trào cách mạng của quần chúng. Đảng tin cậy anh, anh có được một số điều kiện thuận lợi nên biết chỗ mạnh của mình. Phải kiên trì, phải nhìn xa. Chào đại úy Diên, đã lâu không gặp. Đại úy Diên khỏe chứ? Cảm ơn cô Phan Phanny. Mời cô vô trong, trung tá đang đợi cô. Tôi rất thích chụp những bức ảnh bất ngờ như thế này. Ông vẫn khỏe mạnh chứ ông Lương? Cảm ơn cô Phan Phanny, tôi vẫn thường. Mời cô ngồi. Tôi có thể biết được điều gì đã đưa cô xuống Kiến Hòa chứ? Cô cảm thấy nước dừa là loại giải khát tuyệt vời đấy. Ông Luân, làm sao biết tôi thích nước dừa? Chỉ là một sự ngẫu nhiên. Cô quên rằng đây là xứ sở của dừa. Xin lỗi, vậy mà tôi cứ tưởng. Để trở lại câu hỏi của ông, tôi xuống đây để viết bài về ông, về sự bắt đầu một trắc nghiệm mới nữa của ông. Một trong những người mà tôi luôn luôn đề phòng là cô. Cô hãy lên thần mến. Tôi sẽ không bao giờ gán cho ông bất kỳ một tư tưởng nào mà ông không có. Ông cố gắng chống đỡ cho chế độ Ngô Đình Diệm đứng vững. Tôi sẽ viết như vậy. Tất nhiên, ông cho phép tôi được bình luận về ý định của ông. Tức là bình luận về tính hiện thực của những cố gắng ấy. Tôi không ngờ một phóng viên của tờ Financial Affairs lại đặc biệt sắc sảo về chính trị như vậy. Cảm ơn ông. Việc ông ký lệnh phóng thích số tù chính trị đã làm ông trở thành đối tượng nghiên cứu của dân chúng toàn tỉnh Kiến Hòa. Và qua hình ảnh, bài viết của Helen Fonfany, chính giới Mỹ sẽ mang con quái vật Nguyễn Thịnh Luân lên vào mổ. Chính giới Mỹ cũng có những cái đầu tỉnh táo. Ông không bị cô lập đâu. Trình thiếu tướng, Thiểm Ti thấy có bổn phận trình lên thiếu tướng tổng giám đốc tình trạng rất kỳ lạ sau đây. Xảy ra ở Kiến Hòa trong vòng chưa đầy một tháng nay. Từ khi thay trung tá Lê Như Hùng làm tỉnh trưởng Kiến Hòa, trung tá Nguyễn Thành Luân giải quyết công việc theo một đường lối khác thường, đang gây xôn xao trong giới chức tỉnh, xáo trộn quy tắc lâu năm
của Thiểm Ti vốn là quy tắc và tổng nha đề ra. Ông Luân can thiệp quá sâu vào phần chuyên môn của ty công an. Ông Luân ký lệnh phóng thích đến 151 can phạm. Tất cả đều xong hồ sơ về tội đích thân hoặc A Tòng hoạt động cho Việt Cộng. Mặt khác, ông ta lại ký lệnh tống giam và truy tố ra tòa án quân sự khá đông nhân viên công an, kể cả một số mật báo viên và nhân viên đặc biệt của chúng tôi. Thiểm Ti cũng xin lưu ý thiếu tướng là trong thời gian chưa dài lắm kể từ khi Trung tá Luân được bổ xuống Kiến Hòa, chúng tôi ghi nhận số lượng tấn công và quấy rối của Việt Cộng tăng gấp 3 lần so với trước. Chúng kiểm soát nhiều trục lộ và thủy lộ then chốt, trong đó có chợ Thơm, Hương Mỹ, An Định. Tỉnh lỵ Trúc Giang đã bị bao vây. Ban đêm Việt Cộng meeting ngay cầu Ba Lai, cầu Chạc Sậy thì tự do chè chén với chợ Mỹ Lòng cách trung tâm thành phố Trúc Giang không xa. Một hiện tượng khiến Thiểm Ti vô cùng thắc mắc. Ông Luân hết sức quan tâm đến một số mật báo viên mà chúng ta đã gài trong hàng ngũ của Việt Cộng, nhất là điệp viên mang bí số G5. Ông ta đã có nhiều lần dò hỏi Thiểm Ti. Sau chót, ông Luân ra lệnh cho Thiểm Ti cùng với Ti Thông Tin tổ chức công khai cuộc đấu khẩu giữa tỉnh trưởng tỉnh Kiến Hòa và dân chúng của tỉnh vì chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa cộng sản vào ngày Chủ nhật tới tại sân vận động tỉnh lỵ. Nói chuyện sao các ông chặn lại? Muốn đi qua đây phải ngồi xuống cho chúng tôi viết khẩu hiệu lên nó. Nghe rõ trả lời. 50 nghe 17 505 nói đi. Thưa thiếu tá, tụi em thi hành lệnh của thiếu tá, nhưng sau khi viết xong khẩu hiệu lên nón, bọn chúng lột nón quăng xuống rồi đạp bẹp luôn. Thiếu tá cho chỉ thị mới. Viết lên áo tụi nó, đồ ngu. Thưa thiếu tá, nghe rõ. Mời đồng bào đến đây để đồng bào được tự do công khai bày tỏ lập trường và nguyện vọng của mình đối với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, một chính phủ hợp pháp, hợp hiến. Trong những năm qua, chính thể Cộng Hòa đã lo cho dân như thế nào, đồng bào đã thấy rõ. Như vừa qua tại tỉnh này, chính phủ do Ngô Tổng thống lãnh đạo đã khoan hồng và trả lại tự do cho một số đồng bào, mà không ít thì nhiều, đã từng tham dự vào việc chống đối chính phủ. Xin đồng bào giữ trật tự. Đây là một cuộc tranh luận công khai. Vậy xin đồng bào cử đại diện lên mái dầm. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe.
tôn tỉnh trưởng. Ông nói rằng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa hết sức lo lắng cho đời sống của dân. Chúng tôi, những người dân vô tội, kính thưa với ông tỉnh trưởng, chúng tôi đang yên ổn làm ăn, bắt chúng tôi phải bỏ ruộng vườn nhà cửa, mồ mả ông bà, tập trung vô khu trù mật thành Thới và An Hiệp, lại còn bắt chồng con chúng tôi đi lính nữa. Ông tỉnh trưởng nói rằng luật 10/59 là trừng trị bọn cộng sản, nhưng chúng tôi không thấy cộng sản ở đâu, mà chỉ thấy bắt dân làm chúng tôi giam cầm, tra tấn, dã man, không phải chỉ ở Khám Lá này mà cả những chùa, chiền, đình, miếu và cả trường học nữa. Kính thưa ông tỉnh trưởng, lo cho dân là như vậy phải không? Ông Kiên Hạnh mấy giờ thì ra tới đây? 2 giờ. Lẽ ra phải tới rồi. Ê Dân, mày không tắm nữa hả? Mày có thấy dạo này con Minic báo sát thằng cha Smith không? Không phải nó mê thằng cha Smith đâu, nó làm theo lệnh của ông Kiên đó. Tôi vừa nhận được bản báo cáo của thiếu tá Vọng về Nguyễn Thành Luân ở Bến Tre gửi lên. Trung tá nghĩ gì về những hành động khác thường của Nguyễn Thành Luân ở Kiên Hòa? Nếu chỉ nhìn những hành động mà phán xét thì Luân là một tay thâm trầm khó hiểu. Hành động của Luân giải thích ở hướng nào cũng có lý cả. Phản ứng của Nhu thế nào? Theo Lý Cài cho biết thì sau khi đọc xong bản báo cáo mật của thiếu tá Vọng, Ngô Đình Nhu không nói gì hết với thiếu tướng Lạc. Ông Nhu bỏ bản báo cáo vào túi rồi lên xe đi. Đi đâu? Tháp Tùng Ngô Đình Diệm đi thăm một chiến hạm của Hoa Kỳ đầu tại bến Bạch Đằng. Điều đáng chú ý là có cả Nguyễn Thành Luân đi theo. Tốt nhất là anh Dự đừng cho khu trù mật Thành Thời tan rã, xây dựng khu Thời Thuần, Hiệp Khánh Thành và Thành Mười theo lệnh của Tổng thống. Càng ngày tôi càng nghiêng hơn về chính sách bình định của anh. Nhưng anh hãy qua chừng, cuộc tìm tòi nào cũng gặp rắc rối như chuyện quả trứng của Christophe Colomb. Anh xem đây. Tờ trình này gửi riêng cho thiếu tướng, mong thiếu tướng hủy khi đọc xong, bởi sẽ gây khó khăn cho Thiểm Ty nếu tiết lộ tới tai Trung tá Luân. Vợ Trung tá Luân đang làm việc ở phòng bí thư tổng nha. Xin thiếu tướng nhận nơi đây lòng trung thành tuyệt đối của tôi. Tôi mới biết quyết định của anh. Quyết định gì? Về cái này. Nếu tôi có quyết định như anh nghĩ, tôi đã không đưa nó cho anh. Anh giữ lấy để đối phó với tên Vòng. Trung tá dặn thiếu tá tới thì mời vô phòng đợi trung tá. Vậy à, cảm ơn cô Loan nhé.
thiếu tá đợi tôi lâu không? Mời thiếu tá ngồi. Chỉ một việc ông gửi tài liệu nghị quyết 15 của Cộng sản cho Mai Hữu Xuân và Smith mà không thông qua cựu tỉnh trưởng Lê Như Hùng, và ngay cả thiếu tướng Nguyễn Văn Lạc cũng không nhận được, đủ để tôi xử bắn ông như đối với một tên gián điệp nhị trùng. Tôi thấy đã đến lúc thiếu tá nên cho tôi biết tất cả. Bắt đầu rì năm. Dược binh rồi ai nuôi mẹ con tôi đây? Cái gì hả Thơm? Một thằng nhỏ liền lựu đạn vô ông tỉnh trưởng. Ý trời, có ai chết không mày? Lựu đạn không nổ mà chết gì má. Còn thằng nhỏ đi bắt rồi. Lê Trọng Thường, học sinh lớp 13 trường tỉnh. Tại sao em định giết tôi? Bộ mày không có lưỡi hả? Trung tá hỏi, sao mày không trả lời? Trung tá để nói cho tôi, bọn này phải dần cho nó mềm xương mới hết tật lì. Thiếu tá để yên, em nói đi. Tại sao? Tại sao em ném lựu đạn vào tôi? Tại ghét. Tại sao ghét tôi? Ác ôn ai mà không ghét. Tôi ác ôn chỗ nào? Em có thấy tôi đánh đập, bắn giết ai không? Ông giả đò nhân đạo, mà người của ông bắn giết không biết bao nhiêu dân trong tỉnh. Ông không gạt nổi dân Bến Tre đâu. Thôi được, tôi cho em về để tiếp tục học hành. Còn muốn làm chiến sĩ phía bên nào cũng vậy, phải tập luyện cho giỏi, bình tĩnh. Lựu đạn chưa tháo chốt đã vội liền, sao nổ được? Tôi tháo chốt rồi mà. Thiếu tá thấy không, khờ khạo quá nên dễ bị gạt. Thả nó ra. Thôi Trung tá, để tụi này khai thác tìm ra kẻ chủ mưu. Chuyện con nít hơi đầu đỉ, cho nó về đi. Tình thiếu tá, quả lựu đạn do tên Thường ném sở dĩ không nổ là vì đã bị rút kim quả. Vẫn theo dõi thằng bé chứ? Dạ, từ tòa tỉnh hắn về thẳng nhà và chưa thấy đi đâu. Thôi được, cứ thế mà làm. Dạ. Alo, tôi nghe đây. Sẽ đưa về thị xã Trúc Giang một người mà anh cần phải lưu ý. Ai? Thùy Dung. Anh hẹn con Monique xuống đây đấy à? Đâu có. Vậy nó xuống đây làm gì? Em gặp Monique ở đâu? Ở bến Bắc. Thấy em, nó lẫn vào phòng bán vé.
Nó tưởng em không thấy nó. Theo anh, Monique xuống đây chỉ để gặp một người. Lưu Kỳ Vọng. Ừ. Đưa hồi em cái sách tay đỏ. Lý lịch Lưu Kỳ Vọng không có ở Tổng Nha. Vọng thuộc Sở Nghiên cứu Chính trị. Anh cũng đã nghĩ như vậy. Tình hình Sài Gòn như thế nào? Đang lên cơn sốt vì vụ đại úy Không Ly đào tránh ở Lào. Và như anh đoán, Ngô Đình Nhu đúng là con cáo già. Tuy Lữ Đoàn Dù được coi là con cưng của Tổng thống, vừa rồi vẫn bị đẩy ra khỏi Sài Gòn với lý do tiếp viện các tiền đồn ở Công Tung bị Việt Cộng tấn công. Không biết cuộc giải phẫu của Trung tá Dương rồi sẽ đi đến đâu. Trong thâm tâm, chắc anh thèm được làm Trung tá Vương. Tình huống sẽ không... Alo, tôi nghe đây. Dạ có. Thiếu tá đợi một tí. Thiếu tá Lê muốn nói chuyện với anh. Alo, tôi đây. Thưa Trung tá, Thiếu tá Vọng vừa điện thoại cho tôi hay. Có tin mật báo khuya nay Việt Cộng sẽ về hội họp tại một căn nhà ấp Cầu Tréo, làng An Hội. Xin Trung tá cho chỉ thị. Dạ. Dạ, nghe rõ. Chào Trung tá. Đại quý, thay tôi trực ở đây. Trung tá vừa ra lệnh cho tôi đích thân chỉ huy cục bao vây. Dạ. Trung sĩ Tùng, theo tôi. Các anh đã bị bao vây, không còn lối thoát. Vậy tốt hơn hết là các anh hãy ra đầu hàng, sẽ được hưởng khoan hồng. Các anh đã bị bao vây, không còn lối thoát. Vậy tốt hơn hết là các anh hãy ra đầu hàng, sẽ được hưởng khoan hồng. Nghe đây, tất cả các anh đã bị bao vây, không còn lối thoát. Vậy tốt hơn hết là các anh hãy ra đầu hàng, sẽ được hưởng khoan hồng. Đại quý Thổ, xin nói chuyện với thiếu tá. Tôi nghe đây. Nói đi. Phía chúng tôi không thấy ai chạy ra. Có lẽ trúng đạn hết rồi. Xin thiếu tá cho lệnh lục soát. Gần sáng rồi, hãy im lặng án ngữ. Đợi sáng rõ sẽ lục soát. Nghe rõ. Đại quý Thủ vẫn án ngữ phía sau chứ? Dạ thưa dân. Lựu đạn, lựu đạn, nằm xuống.
Trình thiếu tá, chúng tôi phát hiện một hầm bí mật nhưng chưa kịp chuẩn bị thì một tên giảm dở nhảy lên với khẩu Sten bắn xối xả. Nhân lúc hỗn loạn, hắn nhảy xuống sông mất dạng. Hai tên còn lại tung hai trái lựu đạn định tẩu thoát nhưng đã bị bắt, lựu đạn không nổ. Thưa trung tá, đúng là em Thường. Còn tên kia là Dương Văn Tâm, 38 tuổi, nguyên giáo viên trường trung học Bến Tre, bỏ nhiệm sở từ tháng 2. Theo lời khai của Tâm thì hắn hiện là nhân viên văn phòng ban tuyên truyền thị ủy. Tâm khai là chẳng có hội họp gì cả, một số đi công tác ghé nghỉ nơi trạm. Tên bắn tiểu liên tẩu thoát là trạm trưởng. Thưa trung tá, có thiếu tá Giọng xin gặp. Mời vào. Dạ. Thưa trung tá, Di Năm vừa cho biết Dương Văn Tâm có bí danh là Hai Kiến, ủy viên thường vụ thị xã, phụ trách trí và học sinh dân. Đề nghị trung tá cho phép tôi khai thác ráo riết Tâm để lùa hết các cơ sở cộng sản trong giới thầy cô giáo, công tư chức và học sinh. Ý kiến thiếu tá rất đúng, nhưng tôi nghĩ còn có cách khác hay hơn. Nếu như Tài Tâm chịu làm việc cho mình, thiếu tá thấy sao? Dạ, trung tá mà làm được thì em út phục lắm. Nhưng khó phải không? Dạ đúng ạ. Tôi sẽ thử coi. Thiếu tá cho giải Tâm và cả chú bé qua đây ngay. Cô có cuốn tự học phải băng cầm không? Dạ có. Chị có cuốn Long Lai Vi Văn Sen kia em không? Hết rồi chị à, tuần sau mới có. Chị cho em coi cuốn anh Văn Đàm Thoại kia một chút. Xin lỗi cô, không phải cuốn này. Tôi tìm cuốn tự học tay bản cầm của nhạc sĩ Đỗ Phương đó mà. Cuốn ấy hết đã lâu rồi. Vậy hả? Tiếc quá. Thôi cảm ơn cô nghe. Anh phải làm việc cho tôi. Không đợi nào. Ông có bắn tôi thì bắn. Tôi không phải là loại chó săn. Ông mưu mà em với ai? Chứ không lừa được tôi đâu. Anh tưởng tôi lừa anh để anh khai sự thật sao? Không cần anh khai, tôi cũng biết đêm hôm kia các anh có cuộc họp. Những người dự họp sống công khai trong thị xã. Các anh chọn địa điểm họp như vậy cho tiện đi lại. Khi nghe động, số đông tán khỏi khu vườn. Còn ba người không thể đột nhập vào thị xã nên chém về. Tôi nói đúng phải không? Chính người của tôi trong các anh thông báo cho tôi đầy đủ. Cho nghỉ vào. Của người này, hắn là Hai Kiến, ủy viên thường vụ thị ủy, phụ trách trí và học sinh dân. Cảm ơn, anh có thể ra về. Anh phải làm việc cho tôi, luôn cả cậu Thường. Tôi ra lệnh cho các người hàng tuần phải báo cáo với tôi, báo cáo qua người của tôi đang làm việc với các anh. Đại úy Tình, đưa họ ra khỏi đây và trả tự do cho họ. Nghe rõ. Thưa
anh nghe rõ lệnh của trung tá tỉnh trưởng. Các anh được tự do, muốn đi đâu thì đi. Trung tá thật là cao tay, chắc là sáu mũi được thằng Hai Kiếm. Lúc tôi nói bí danh và chức vụ của hắn, tôi thấy mặt hắn tái hẳn đi. Xin bái phục trung tá. Và em cũng bái phục anh. Vừa thả được người của mình, vừa báo tin cho các anh hay có kẻ phản. Thật ra thiếu tá Lưu Kỳ Vọng mới đúng là người bị anh sò mũi. Em đừng nên xem thường thiếu tá Vọng. Khó hiểu. Hai Kiến không khai, Thường không khai, tại sao cơ sở bể rộ? Vọng lấy danh sách ở đâu mà bắt gần 20 người thuộc hạng đầu mối quan trọng, trong đó gần phân nửa dư cuộc họp ấp Cầu Treo? Em thấy một chi tiết anh cần lưu ý. Tại sao tên từ dưới hầm trồi lên bắn cả băng đạn chẳng trúng ai? Hắn thoát đi một cách dễ dàng, chẳng bị ai rượt đuổi. Và sau đó là hai trái lựu đạn của Thường và Hai Kiếm ném lên cũng không nổ. Chào từ thiếu tá Lê, phòng hành quân. Pha cho anh một tách cà phê thật nóng đi. Dạ. Thiếu tá Lê hả? Tôi đây. Vụ ấp Cầu Tréo, ai phát hiện hầm bí mật? Vậy à? Thiếu tá Biểu đại quý Thổ qua gặp tôi. Ngay bây giờ. Chào thiếu tá. Đại quý Thổ qua cho vào ngay. Thưa trung tá, nghe rõ. Mật báo là cái gút mà ta phải phanh phui. Nếu không, Bến Tre khó tránh tổn thất. Một số tay sai của công an lén sâu vào nội bộ cơ quan chỉ đạo. Ít nhất cũng có hai tên, Di Năm và tên Hiển. Anh đã biết rõ tên tại sao không? Trình trung tá. Trung tá cho gọi tôi. Đại quý vô đây. Dạ. Đại quý ngồi đây. Đại quý uống cà phê nhé. Dạ, cảm ơn bà trung tá.
Tôi vừa uống xong. Vừa bắt cầu tréo, tại sao anh phát hiện được hầm bí mật? Thưa Trung tá, theo tin mật báo cho biết, nơi nào có xếp ba mảnh dừa khô theo hình tam giác thì nơi đó là nắp hầm. Đại úy có biết sẽ bị bắn không? Thưa không, tin mật chỉ nhắc đề phòng lựu đạn. Tại sao các anh không ai bị thương? Thưa, hình như người bắn cố ý không chỉ súng vào chúng tôi. Thưa Trung tá, có đại úy Tình xin gặp gấp. Mời vào. Thưa Trung tá, đội thám báo vừa tìm thấy một tử thi tại đầu ngõ ấp Cầu Tréo, mời Trung tá đến xét nghiệm. Án mạng là gì có các ông, tại sao lại mời tôi? Thưa Trung tá, trên áo nạn nhân có gài mảnh giấy với dòng chữ kính gửi ngài Trung tá tỉnh trưởng. Lật lên coi. Hai kiến. Vào 1:30 sáng nay, quân dù đồn trú trong sở thú đã nổ súng tấn công liên binh phòng vệ phủ tổng thống và bao vây Dinh Độc Lập. Tham mưu biệt bộ phủ tổng thống ra lệnh cho các lực lượng thuộc sư đoàn 7 đóng ở Biên Hòa và sư đoàn 21 đóng ở Mỹ Tho về Sài Gòn dẹp nhóm sĩ quan dù phản loạn. Vào 1:30 sáng nay, quân dù đồn trú trong sở thú đã nổ súng tấn công liên binh phòng vệ phủ tổng thống và bao vây Dinh Độc Lập. Tham mưu biệt bộ phủ tổng thống ra lệnh cho các lực lượng thuộc sư đoàn 7 đóng ở Biên Hòa và sư đoàn 21 đóng ở Mỹ Tho về Sài Gòn dẹp nhóm sĩ quan dù phản loạn. Gọi được Dinh Độc Lập không? Thưa Trung tá, không liên lạc được. Alo. Dạ đúng. Dạ có, Trung tá vui lòng đợi một chút. Thưa Trung tá, có Trung tá Dương, tư lệnh phó lữ đoàn dù muốn nói chuyện với Trung tá. Chào Trung tá, tôi luôn đây. Chào Trung tá. Cuộc giải phẫu đã bắt đầu. Để giảm bớt đổ vỡ, chúng tôi yêu cầu tổng thống giao quyền lại cho một chính phủ mới. Sau đó, tổng thống được bảo đảm an toàn rời khỏi Việt Nam. Ủy ban cách mạng sẽ gửi tối hậu thơ cho tổng thống. Và nếu bị bác bỏ, chúng tôi sẽ tổng tấn công. Các ngã vào thủ đô đã bị quân cách mạng chiếm. Tôi tin là Trung tá hiểu thời thế. Đừng vọng động. Chào Trung tá. Người cầm đầu đảo chính gọi điện thoại cho chúng ta. Kêu gọi chúng ta đầu hàng à? Cũng gần như vậy. Hình như ông ta gọi cho tất cả các tỉnh. Trung tá quyết định sao bây giờ? Báo động trong toàn tỉnh, đình chỉ tất cả các cuộc hành quân, đề phòng quân đảo chính tấn công, cho phép các đồn lẻ được triệt thoái nếu bị uy hiếp, để bảo đảm mọi đơn vị thông suốt nhiệm vụ. Cho một cái bài trinh sát phóng thanh lệnh của tôi. Nghe rõ.